Xin chào cả nhà, xin chào quý vị đã trở lại bản tin COVID-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp sáng ngày 12 tháng 8. Dạ vâng, sáng nay thì giảm 7 ca so với ngày hôm qua nha cả nhà, nghe quý vị. Theo tiểu ban thông tin tuyên truyền thì 18 giờ ngày 11 tháng 8 đến 6 giờ ngày 12 tháng 8 thì toàn tỉnh Đồng Tháp ghi nhận thêm 9 ca mắc mới nha cả nhà, nghe quý vị. Trong đó thì một ca ở cơ sở cách ly y tế tập trung, một ca trong khu vực phong tỏa và 7 ca trong cộng đồng phát hiện thông qua test sàng lọc nha cả nhà, nghe quý vị. 7 ca trong cộng đồng thì trong đó thành phố Sa Đéc 3 ca, huyện Lai Dung 2 ca và thành phố Cao Lãnh 1 ca nha cả nhà, nghe quý vị. 3 ca ngụ ở Sa Đéc gồm 1 ca ở khóm 1, phường 1, 1 ca ở khóm Hòa Khánh, phường 2, 1 ca ở khóm 1 thuộc địa bàn phường 4 nha cả nhà. Tại huyện Lai Dung có 2 ca thuộc địa bàn ấp Long An, xã Long Thắng. Thành phố Cao Lãnh có 1 ca thuộc ấp 3, xã Mỹ Tân. Dạ vâng, theo cổng thông tin điện tử Đồng Tháp thông tin thì toàn tỉnh có 7 ca mắc trong cộng đồng nha cả nhà, nghe quý vị. Nhưng mà theo báo cáo lại thì thành phố Sa Đéc 3 ca, huyện Lai Dung 2 ca và thành phố Cao Lãnh 1 ca. Cộng lại thì có 6 ca nha cả nhà, còn 1 ca thì không biết nó nằm ở đâu nha cả nhà. Cho nên theo thông tin chính thống thì mình cũng ghi nhận như vậy nha cả nhà, mong cả nhà thông cảm nha. Nguyễn Đại xin chúc cả nhà, xin chúc quý vị có một ngày vui vẻ, tràn đầy năng lượng. Hẹn gặp lại cả nhà, gặp lại quý vị trong bản tin tiếp theo.